Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 -8345. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 -6100. cảm ơn quý vị vừa với là sống của Lido sài gòn tv trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng như vậy là thái à, khi mà chúng ta nhắc đến động đất thì chắc hẳn hẳn rằng đây là một trong những cái cái từ mà hầu như là tất cả mọi người trên thế giới ai cũng sợ cả nhất là những người đang sống ở california hay là ở nhật bản ở california người ta dự trùng là trong tương lai không biết là tương lai gần tương lai xa hay là bao nhiêu mấy trăm năm nữa mấy ngàn năm nữa theo không biết thì california sẽ là một trong những tiểu bang sẽ chứng kiến những cái trận động đất lớn nhất ở trên thế giới à, nghe nghe sợ thiệt, nghe kinh thiệt nhưng mà thật sự là chúng ta cũng phải hờ trước những yeah. cái trường hợp đó động đất thì nó động ở dưới đất đúng không nó động đậy ở dưới đất nó, nó rung chuyển dưới đất nhưng mà liệu thì chị như huyền ha quý vị có bao giờ suy nghĩ là có những cái chuyến bay khi đang bay ở trên bầu trời thì động đất ở dưới thì nó có ảnh hưởng đến những cái chuyến bay đó hay không thì chị như huyền đã trả lời câu hỏi này được không theo chị nghĩ là nó có thể ảnh hưởng được tại vì cái sức hút của cái cái áp lực cái gravity của yeah. trái đất vậy. Mobi, nhiệm Mobi, cái đó cũng là một trong những cái câu trả lời. À, quý vị không biết là quý vị trả lời như thế nào thì có thể comment ở dưới à, trong những cái video YouTube và Facebook cho chúng tôi được biết để mà chúng Lê Thái xem được à quý vị nghĩ như thế nào có giống như là như Huyền ở Lê Thái à, trong những cái bài báo này hay không thưa quý vị. cái à, thưa quý vị theo những cái chuyên gia đó thì một cái trận động đất nó giải phóng cái sóng địa chất á. Dưới dạng sóng áp suất là sóng phi và cái sóng biến dạng gọi là sóng S. Thì cái sóng S nó chỉ có thể truyền qua cái môi trường rắn là mặt đất. Nhưng cái sóng phi thì nó có thể truyền sang các môi trường khác như là chất lỏng hoặc là không khí. Và điều này đồng nghĩa là chúng có thể truyền tới cái khiếu quyển của chúng ta. Khi đó thì nó trở thành cái sóng âm với cái tần số thường dưới là 20 Hz và cái ngưỡng thấp nhất mà con người chúng ta có thể nghe được nên con người thường không thể nghe thấy chúng và cái âm thanh có tần số dưới 20 hét thường gọi là hạ âm và khi mà càng di chuyển ở trong không khí thưa quý vị thì các sóng hạ âm này nó càng yếu đi và các quá trình này được xem là gọi là nó suy giảm về cơ bản đó thì đó là những cái quá trình khiến cho mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn và người nghe ngày càng cách xa cái nguồn âm thanh hơn hay làm ánh sáng mặt trời nó suy yếu khi mà truyền qua các lớp khí quyển hoặc là môi trường khác ví dụ như là biển hoặc là không khí. Và đây là lý do mà tại sao các máy bay bay qua những cái nơi xảy ra động đất kể cả những trận động đất vô cùng mạnh cũng sẽ không cảm nhận được cái ảnh hưởng của những rung chấn ở bên dưới và khi nó truyền qua đất đá sau đó đến không khí thì cái sóng phi này nó suy yếu đến mức là bị lấn áp bởi chính cái sự chuyển động và tiếng ồn của máy bay à, tuy nhiên thưa quý vị điều này cũng không đồng nghĩa là máy bay hoàn toàn không gặp rủi ro khi những trận động đất này xảy ra vấn đề ở đây á, thưa quý vị là nó thuộc cái một loại khác liên quan đến cái sự an toàn và điều hướng ở dưới đất khi xảy ra những cái trận động đất Phi công kim kỹ sư hàng đầu của ngành hàng không ở quân đội Hoa Kỳ là ông Ron Wagner, ông cho biết rằng ông từng lá những cái chiếc máy bay trong một cái trận động đất, nó ảnh hưởng đến việc kiểm soát không lưu. Cái trận động đất gây ra cái sự cố mất điện ở căn cứ mặt đất và dẫn đến các vấn đề với các thiết bị điều hướng cũng như là khả năng liên lạc của máy bay và mất điện nó cũng đồng nghĩa với bộ phận kiểm soát không lưu nó mất tín hiệu radar và cũng không thể định vị được máy bay tuy nhiên thì những cái vấn đề này thưa quý vị nó chỉ diễn ra trong cái thời gian rất là ngắn và được giải quyết khi mà cái nguồn điện khẩn cấp của căn cứ mặt đất nó hoạt động trở lại và thông thường những cái trạm kiểm soát không lưu đều có đủ máy phát điện dự phòng khẩn cấp cho những cái tình huống như trên à, họ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng những cái phương án ứng phó khi mà xảy ra những cái thảm họa như là núi lửa phun trào bồi phóng xạ hạt nhân lũ lụt khủng bố và cả động đất thì do đó chúng ta là hành khách chúng ta không nên lo lắng nếu như bay trong lúc mà động đất xảy ra bên dưới nha quý vị. Và trong đa số những trường hợp á, thì hành khách thậm chí là còn không biết đã có động đất xảy ra cho đến khi người ta hạ cánh và coi như là không không biết gì hết. Ở trên quay thì chắc chắn là không bị gì bị cả. Nó vẫn có truyền qua sóng âm giống như chị Như Hiền nói, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng như mấy ảnh hưởng Nhạc. cái là ở dưới nó động với tùm lum nó ảnh hưởng đến cái radar, ảnh hưởng đến những cái giải yeah. quyết mà phía sau khi mà chúng ta hạ cánh hoặc cất cánh đó thôi. Yeah. Vâng. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị khi mà môi trường dân số càng lúc càng tăng thì cái 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 cuộc cái uh, những cái môi trường sống của những cái động vật thì nó càng thu hẹp lại rất nhiều. Đó là lý do tại sao nó không có đất sống nè thưa quý vị, thiếu thức ăn vì mình đô thị hóa quá nhiều dân số đô thị hóa quá nhiều mình xây nhà xây cửa lớn đất của những cái con vật này chưa kể là còn săn bắn nữa, thưa quý vị và nó không có đủ mồi để ăn nó bị săn bắn hoặc là nó bị đẩy qua những cái vùng khác và chết đi chính vì vậy những cái con vật này càng lúc càng bị tổn thương rất là nhiều và có những loài như là hổ báo thì gần như bị tuyệt chủng và gần đây NASA đã hỗ trợ những cái vì nhờ cái quan sát nhờ cái hành tinh được quan sát từ NASA ở trên không trung và được uh, quan sát tất cả thì họ hỗ trợ những nhà bảo vệ môi trường để mà bảo vệ để mà tìm đất để mà expand những cái đất này cho những cái con vật có thể có chỗ ở và có nơi sống tìm chỗ cho những cái con này và họ đã báo động những cái loại động vật nào mà đang nằm trong cái cho, nằm gần như là tuyệt chủng đó là hổ báo đốm và voi đó là ba loại động vật họ cần phải tìm chỗ cho những cái con vật này họ sống để mà sống sót tìm rừng cho hổ và báo đốm và theo những nghiên cứu cho biết hổ và báo đốm đã mất gần như 93% cái phạm vi phân bố để cho nó ở ở nhất là ở những cái khu rừng như là ở châu Á và châu Âu. Một nghiên cứu gần đây cho biết các nhà khoa khoa học đã phát hiện diện tích sống của hổ đã giảm gần 11% từ khoảng à, rất là nhiều từ năm 2001 và theo hiệp hội của bảo tồn động vật hoang dã cho biết các nhà khoa học đã phát triển một cái công cụ đó gọi là Google Earth ở uh, Engine và NASA Earth để theo dõi những cái thay đổi môi trường sống của những con hổ này. Và báo đốm từng lang thang từ Tây Nam Mỹ tới Argentina, trong thế kỷ qua chúng đã mất khoảng 50% cái phạm vi phân bố ở trên trái đất này. Và số lượng báo đốm uh, từ động dao dạ, động rất là nhiều nó bị tụt xuống rất là nhiều cho những năm trước và cứu lấy voi nữa môi trường sống của voi châu Phi savanna uh, hiện đang bị thu hẹp dần và chỉ còn chiếm khoảng 15% trong phạm vi phân bố trước kia. Vì chính vì vậy, voi cần được bảo vệ rất là nhiều và nhờ cái sự hỗ trợ của NASA này qua cái vệ tinh như vậy thì họ tìm những cái khu đất expand mở rộng hơn và để bảo để bảo tồn những cái con vật quý hiếm này. Dạ vâng, bảo tồn động vật mà chúng ta có bảo bảo vệ đàn ông không? <laughs> Tại sao lại thấy hỏi bảo vệ đàn ông thưa quý vị? À, ừ. theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thưa quý vị, số lượng mà đàn ông bị trầm cảm hiện nay nó đã tăng đột biến tăng hơn cái số lượng mà nữ giới bị trầm cảm rất là cao nếu như mà chúng ta không nhận biết được cái vấn đề mà trầm cảm ở bản thân của chúng ta là nam giới hoặc là ở những cái người chung quanh gia đình người thân của chúng ta mà khi bị trầm cảm là nam giới thưa quý vị à, cái số liệu công bố gần đây cho thấy rằng trong năm 2023 đó thì khoảng là 280 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh trầm cảm và ít nhất là 15% dân số có biểu hiện là trầm cảm thấy rõ rệt ở một cái giai đoạn nào đó ở trong cuộc sống. Trong năm 2022 thì trầm cảm nó đứng thứ tư trong 15 bệnh án, nó gây gánh nặng bệnh tật toàn cầu và dự toán là trong năm 2024 cho đến năm 2025 thì căn bệnh này sẽ đứng thứ nhì thứ hoặc là thứ nhất thế giới và trong năm 2030 sẽ leo lên vị trí dẫn đầu của thế giới là chắc chắn. So với phụ nữ thì đàn ông thường có những cái thiên hướng chối bỏ che giấu hoặc là người ta ngụy trang cái cảm xúc của mình với những cái hành vi khác nhau và các triệu chứng căn bản như là trầm cảm trầm buồn, mất hứng, thú với lại công việc hay là sở thích, sút cân, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi hay là mất tập trung. Thì nam giới bị trầm cảm sẽ trở nên là độc đoán và thích kiểm soát hoặc là có những cái hành vi như là lẩn tránh hoặc là liều lĩnh như là các trò chơi thể thao mạo hiểm uống rượu hoặc là sử dụng các chất kích thích quá mức đánh bạc hay là quan hệ tình dục bất chấp mà không cần được à, hay đau nhức cơ thể và giận giận dữ bốc đồng nóng nảy hung hăng thậm chí là gây ra bạo lực và đánh lộn thưa quý vị một số dấu hiệu khác của nam giới mà khi chúng ta thấy người đó có bị trầm cảm hay không đó là người ta cảm thấy tuyệt vọng bất lực mất hứng thú với việc gặp gỡ bạn bè hay là những cái mối quan hệ xã hội và những người có tiền sử sử dụng nhiều rượu bia chất kích thích cảm thấy bồn chồn bức bối có những thay đổi bất thường trong việc ăn ngủ hoặc là những cái trong những cái sinh hoạt đó không tập trung được hoặc là mất cái năng suất làm việc học tập giảm sút không thể kiểm soát được các suy nghĩ của mình cũng là những cái dấu hiệu cho thấy là người nam đó bị trầm cảm nguyên nhân là không có một cái nguyên nhân nào rõ ràng thưa quý vị nhưng người ta nói rằng á, tiền sử của những người lạm dụng những chất kích thích đó hoặc là sang chấn tâm lý bị bạo hành cái thời mà thơ ấu tuổi già bị cô lập hoặc là ít tiếp xúc với xã hội thì rất là dễ bị trầm cảm và chúng ta có thể là khi mà bị trầm cảm nó có thể cản trở thậm chí là phá hủy cuộc sống nếp sinh hoạt các mối quan hệ xã hội và niềm vui trong cuộc sống của một người nó còn ảnh hưởng đến trí nhớ và gây trở ngại trong việc lưu trữ củng cố và lấy lại cái ký ức của chúng ta thành ra đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta nên bảo vệ người mà chúng ta có nguy cơ bị trầm cảm là quý vị nên ngủ đủ giấc, tập thể thao, gặp gỡ bạn bè gia đình, ăn dinh dưỡng và tăng cường những cái vitamin B6, tăng cường sự tỉnh táo, những hàm lượng mà serotonin uh, giúp điều chỉnh cái tâm trạng, các món như là cá hồi trong biển, cam quýt, rau xanh và các loại đậu, thịt gà và trứng đều là những cái nguồn cung cấp rất là tốt để chúng ta có chất omega 3, vitamin B để cải thiện cái tâm trạng chúng ta đáng kể và nếu như mà chúng ta có một cái người thân nào mà trong những cái mà cái cái sai mà lê thái nói đó có dấu hiệu về trầm cảm thì chúng ta nên ở uh, gần gũi người đó hơn tiếp xúc hơn để chia sẻ những cái nỗi niềm những cái lo lắng em rất là dễ bị trầm cảm luôn đó thiệt luôn quý vị đó. có nghĩ như vậy không quý vị là lê thái dễ bị tầm, trầm cảm không như nghĩ không có rồi phải không có em trả lời giúp <laughs> à, quý vị giúp mình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đại